Xin chào các em. Cô xin giới thiệu, cô là Đàm Thị Hải Âu, giáo viên trường Trung học cơ sở Trung Mệnh Trinh, huyện Văn Giang. Là thành viên của tổ nghiệp vụ môn toán của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên. Hôm nay, cô và các em cùng ôn tập chủ đề hàm số bậc nhất. Nào. Các em hãy lấy vở, bút và đồ dùng học tập để cùng với cô bắt đầu tiết học. Trước hết, chúng ta cùng nhau ôn tập lại những kiến thức trong chủ đề này. Thứ nhất là định nghĩa. Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y bằng ax cộng b, trong đó ab là các số cho trước và b và a khác không. Thứ hai là tính chất của hàm số bậc nhất. Hàm số bậc nhất y bằng ax cộng b xác định với với mọi giá trị của x thuộc R và có các tính chất. Đồng biến trên R khi A dương và nghịch biến trên R khi A âm. Thứ ba, chúng ta cần nhớ về đồ thị của hàm số bậc nhất. Đồ thị của hàm số bậc nhất Y bằng AX cộng B với A khác không là một đường thẳng. Cắt trục tung tại điểm có tung độ là B song song với đường thẳng y bằng ax nếu b khác không trùng với đường thẳng y bằng ax nếu b bằng không chú ý đồ thị của hàm số y bằng ax cộng b với a khác không còn gọi là đường thẳng y bằng ax cộng b b gọi là tung độ gốc của đường thẳng kiến thức thứ tư đó là vị trí tương đối của hai đường thẳng trong mặt phẳng. Cho hai đường thẳng D y bằng ax cộng b với a khác không và D phẩy y bằng a phẩy x cộng b phẩy với a phẩy khác không. Ta có đường thẳng D và D phẩy song song với nhau khi và chỉ khi a bằng a phẩy và b khác b phẩy. Đường thẳng D và D phẩy trùng nhau khi và chỉ khi a bằng a phẩy và b bằng b phẩy đường thẳng d và d phẩy cắt nhau khi và chỉ khi a khác a phẩy. đặc biệt đường thẳng d và đường thẳng d phẩy cắt nhau tại một điểm trên trục tung khi và chỉ khi a khác a phẩy và b bằng b phẩy. kiến thức thứ năm cũng là phần cuối cùng trong chủ đề này đó là hệ số góc của đường thẳng y bằng x cộng b với a khác không. góc alpha là góc tạo bởi đường thẳng y bằng x cộng b và trục ox. Ta hiểu góc alpha là góc tạo bởi tia và tia t. Trong đó a là giao điểm của đường thẳng với trục ox và t là điểm thuộc đường thẳng có tung độ dương. Trong trường hợp a dương, góc alpha là góc nhọn khi A càng lớn thì góc alpha càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 90 độ. Trong trường hợp A âm, góc alpha là góc tù. Khi A càng lớn, alpha cũng càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 180 độ. Ta gọi A là hệ số góc của đường thẳng y bằng AX cộng B với A khác không. Vừa rồi, cô và các em đã cùng nhau ôn lại những kiến thức trong chủ đề hàm số bậc nhất. Bây giờ chúng ta lại cùng nhau làm một số bài tập vận dụng trong chủ đề này. Chúng ta sang phần hai lớn bài tập. Bài tập thứ nhất. Cho hàm số y bằng m trừ 2 nhân x cộng 1. Tìm giá trị của m để a hàm số là hàm số bậc nhất. B. Hàm số là hàm số bậc nhất đồng biến trên R. <laughs> ta thấy hàm số y bằng m trừ 2 nhân x cộng 1 có dạng y bằng ai cộng b. A bằng m trừ 2 và b bằng 1. Vậy hàm số này là hàm số bậc nhất khi hệ số A của nó phải khác không? Tức là m trừ 2 khác không? Ta tìm được m khác 2 hàm số y bằng m 2 nhân x cộng 1 là hàm số đồng biến trên R khi hệ số A của nó phải lớn hơn 0. Tức là m 2 lớn hơn 0, ta tìm được m lớn hơn 2. Vậy qua bài tập số 1, chúng ta đã vận dụng kiến thức về định nghĩa và tính chất của hàm số bậc nhất để chúng ta giải toán. Bây giờ cô và các em cùng chuyển sang bài tập số 2. Bài tập 2. Cho hàm số y bằng 2 cộng 4. Câu A vẽ đồ thị hàm số. Câu B tính góc tạo bởi đường thẳng y bằng 2 cộng 4 và trục ô x. Làm tròn đến phút. Ta đã biết đồ thị hàm số y bằng A cộng b là một đường thẳng để vẽ đồ thị hàm số y bằng x cộng b, chúng ta cần xác định hai điểm phân biệt thuộc đồ thị, rồi vẽ đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt này. Nhưng trong thực hành, ta thường xác định hai điểm đặc biệt đó là giao của đồ thị với hai trục tọa độ. Vậy, đối với câu A, để vẽ đồ thị y bằng 2x cộng 4, bước 1, chúng ta xác định đồ thị giao điểm của đồ thị với trục tung bằng cách cho x bằng 0 thì suy ra y bằng 4. Ta được điểm A có tọa độ 0 4. Xác định giao điểm của đồ thị với trục hoành ta cho y bằng 0 thì x bằng -2 ta được điểm B có tọa độ -2 0. Bước 2, ta vẽ đường thẳng đi qua hai điểm AB ta được đồ thị của hàm số y bằng 2 cộng 4. Như vậy, cô và các em đã cùng nhau vẽ xong đồ thị của hàm số y bằng 2 cộng 4. Các em lưu ý, khi làm bài tập về vẽ đồ thị hàm số, chúng ta cần trình bày đầy đủ cả cách vẽ và vẽ hình. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu B. Câu B, tính góc tạo bởi đường thẳng y bằng 2 cộng 4 và trục OX. Trước hết, ta cần xác định đâu là góc tạo bởi đường thẳng với trục hoành. Trong trường hợp này, ta thấy góc tạo bởi đường thẳng y bằng 2 cộng 4 với trục hoành chính là góc ABX. Đây. Hay là góc ABO cũng vậy. Vậy gọi alpha là góc tạo bởi đường thẳng y bằng 2x cộng 4 và trục OX. Ta có alpha bằng góc ABX. Để tính góc alpha, chúng ta đi tính tang của góc alpha. Xét tam giác vuông ABO. Ta có tan của góc ABO bằng OA trên OB. Ta thay OA thay OA bằng 4 và OB bằng 2. Ta được OA trên OB bằng 4 trên 2 và bằng 2. Vậy ta tìm được tan của góc ABO bằng 2. Sử dụng máy tính ta sẽ tìm được độ lớn của góc ABO ta tìm được góc ABO bằng 63 độ 26, sắp xỉ bằng 63 độ 26 phút và ta kết luận góc alpha bằng 63 độ 26 phút. Cô và các em cùng nhau chúng ta chuyển sang bài tập số 3. Bài 3. Mời các em quan sát đề bài trên màn hình. ở bài tập số 3. Đề bài cho đồ thị của hàm số đi qua điểm A có tọa độ 1 3 và điểm B có tọa độ 1 5. Ta cũng có thể hiểu rằng điểm A và điểm B là hai điểm thuộc đồ thị hàm số. Đề bài yêu cầu xác định hàm số y bằng x cộng b. Tức là chúng ta đi xác định hệ số a và b. Vì đồ thị hàm số y bằng x cộng b đi qua điểm A có tọa độ 1 trừ 3. Nên ta thay x bằng 1, y bằng trừ 3 vào công thức của hàm số ta được. Trừ 3 bằng A nhân 1 cộng B. Biến đổi ta được A cộng B bằng trừ 3. Tương tự như vậy đối với điểm B. Ta được 5 bằng A nhân trừ 1 cộng B. Biến đổi ta được trừ A cộng B bằng 5. Cộng vế với vế của 1 và 2 ta được. A cộng trừ A là bằng 0. B cộng B bằng 2B. Trừ 3 cộng 5 bằng 2. Vậy ta có 2B bằng 2, ta tìm được B bằng 1. Thay B bằng 1 vào biểu thức 1 hoặc biểu thức 2 đều được, ta tìm được A bằng chữ 4. Vậy hàm số cần tìm là Y bằng chữ 4X cộng 1. Vậy qua bài tập này, các em lưu ý kiến thức một điểm thuộc đồ thị hàm số khi và chỉ khi tọa độ của nó thỏa mãn công thức của hàm số. Cô và các em cùng nhau chuyển sang bài tập số 4. Bài 4. Cho hai hàm số bậc nhất y bằng m bình trừ 1 nhân x cộng với m trừ 3 với m khác cộng trừ 1 và y bằng 3x cộng 1. Tìm m để đồ thị của hai hàm số là a hai đường thẳng song song, b hai đường thẳng trùng nhau, c hai đường thẳng cắt nhau. Ta thấy ở hàm số thứ nhất, hệ số a bằng m bình trừ 1, hệ số b bằng m cộng 3. Ở hàm số thứ hai, hệ số a bằng 3 và hệ số b bằng 1. Ở bài tập này, chúng ta sẽ vận dụng kiến thức về vị trí tương đối của hai đường thẳng để chúng ta làm bài tập. Ở câu A, chúng ta sẽ vận dụng điều kiện của hai đường thẳng song song. Ta được đồ thị của hai hàm số đã cho là hai đường thẳng song song với nhau khi và chỉ khi. Hệ số A bằng A phẩy, tức là M bình trừ 1 bằng 3. Hệ số B khác B phẩy, tức là M cộng 3 khác một Biến đổi ta được m bình bằng 4 và m khác chữ -2. m bình bằng 4 ta tìm được m bằng cộng trừ 2. Kết hợp với m bằng chữ -2 ta tìm được m bình bằng 4 ta tìm được m bằng cộng trừ 2. Kết hợp với m khác chữ -2 ta tìm được m bằng 2. Đối chiếu với điều kiện đề bài cho m khác cộng trừ 1 chúng ta thấy m bằng 2 là thỏa mãn yêu cầu đề bài. Tương tự ở câu B, sử dụng điều kiện của hai đường thẳng trùng nhau ta được đồ thị của hai hàm số đã cho là hai đường thẳng trùng nhau khi và chỉ khi a bằng a phẩy tức là m bình trừ 1 bằng 3 và b bằng b phẩy tức là m cộng 3 bằng 1 biến đổi ta được m bình bằng 4 và m bằng chữ 2. m bình bằng 4 ta tìm được m bằng cộng trừ 2 kết hợp với m bằng chữ 2 ta tìm được m bằng chữ 2. Kiểm tra điều kiện để bài cho m khác cộng trừ 1 ta thấy m bằng chữ 2 là thỏa mãn. Tương tự đối với câu C. Đồ thị của hàm số đã cho là hai đường thẳng cắt nhau khi và chỉ khi A và A' phẩy khác nhau Tức là M bình trừ 1 khác 3 Ta được M bình khác 4 và M khác cộng trừ 2 Tuy nhiên đến đây chúng ta cần phải kết hợp với điều kiện đề bài cho là M khác cộng trừ 1 Từ đó chúng ta mới có kết luận trả lời của bài toán là kết hợp với điều kiện ta được m khác cộng trừ 2 và m khác cộng trừ 1. Ở 4 bài tập trên, chúng ta đã sử dụng các kiến thức về định nghĩa, tính chất, vị trí tương đối và góc tạo bởi đường thẳng với trục OX để giải bài tập. Bây giờ, cô và các em cùng nhau chuyển sang bài tập số 5. Bài tập số 5 được trích trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm học 2012-2013. Có nội dung như sau. Cho đường thẳng D y bằng 2x cộng m trừ 1. Câu A. Khi m bằng 3, tìm A để điểm B có tọa độ A trừ 4 thuộc đường thẳng D. Câu B. Tìm m để đường thẳng D cắt các trục tọa độ OX, OY lần lượt tại M và N sao cho tam giác OMN có diện tích bằng 1. Ở câu A, việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là thay M bằng 3 vào công thức của đường thẳng D. Vậy với M bằng 3 ta có đường thẳng D là Y bằng 2X cộng với 3 trừ 1 tức là y bằng 2 cộng a. Vậy điểm B có tọa độ a trừ 4 thuộc đường thẳng D nên ta thay x bằng a y bằng chữ 4 vào công thức y bằng 2 cộng 2 ta được. Trừ 4 bằng 2 nhân a cộng 2 và ta tìm được a bằng trừ 3. Ta kết luận vậy a bằng trừ 3. Ở câu B thì chúng ta thấy rằng câu B so với các bài tập trước thì là một bài tập khó hơn. Ở đây người ta yêu cầu chúng ta tìm M để đường thẳng cắt hai trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 1. Chúng ta thấy điểm M và điểm N thuộc trục OX và OY. Nên tam giác OMN là tam giác vuông tại O. Vậy diện tích tam giác OMN sẽ bằng 1 phần 2 OM nhân ON. Vậy từ đó chúng ta cần phải đi tính OM và ON. Để tính OM và ON, ta đi tìm tọa độ của điểm M và điểm N. Vì ML lần lượt là giao điểm của D với hai trục OX và OY nên ta có điểm M có tọa độ 1 trừ M trên 2, 0. Và điểm N có tọa độ 0, M 1. Từ đó ta tính được OM bằng giá trị tuyệt đối của biểu thức 1 M trên 2 và bằng giá trị tuyệt đối của 1 M trên 2. ON bằng M 1. Vì tam giác OMN là tam giác vuông tại O nên diện tích tam giác OMN sẽ bằng OM nhân ON trên 2. Vì đề bài cho diện tích tam giác OMN bằng 1 nên ta có OM nhân ON trên 2 bằng 1. Tức là OM nhân ON bằng 2. Ta thay OM bằng giá trị tuyệt đối của 1 m trên 2, thay ON bằng giá trị tuyệt đối của m 1. Ta được giá trị tuyệt đối của 1 trừ m trên 2 nhân giá trị tuyệt đối của m trừ 1 bằng 2. Sử dụng kiến thức giá trị tuyệt đối của hai số đối nhau thì bằng nhau. Ta được giá trị tuyệt đối của m trừ 1 trên 2 nhân giá trị tuyệt đối của m trừ 1 bằng 2. Và tương đương với giá trị tuyệt đối của m trừ 1 tất cả bình phương trên 2 bằng 2 ta tìm được m trừ 1 tất cả bình phương bằng 4. Và từ đó ta có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất m 1 bằng 2 và m 1 bằng 2. Ta tìm được m bằng 3 hoặc m bằng trừ 1. Và ta kết luận Vậy với m bằng trừ 3 và m bằng trừ 1 thì đường thẳng D cắt các trục tọa độ OX, OY lần lượt tại hai điểm MN sao cho tam giác OMN có diện tích bằng 1. Vừa rồi, cô và các em đã ôn tập lại những kiến thức và làm một số bài tập vận dụng ở chủ đề hàm số bậc nhất. Và đây là bài tập tự luyện dành cho các em. Bài tập tự luyện của các em gồm có 4 bài. Bốn bài tập này đều là những bài tương tự ở cái phần bài tập mà chúng ta đã ôn tập trong tiết học ngày hôm nay. Ở bài tập thứ nhất là bài tập tìm điều kiện để hàm số là bậc nhất và nghịch biến trên R. Bài tập này chúng ta vận dụng định nghĩa và tính chất của hàm số để chúng ta làm bài. Bài tập số 2 là bài tập về vẽ đồ thị hàm số và tính góc tạo bởi đồ thị hàm số và chuỗi. Bài tập này các con lại cần phải nhớ về cách vẽ đồ thị hàm số mà cô đã hướng dẫn và cách tính góc để chúng ta làm bài. Bài tập số 3 là bài tập xác định M để hai đường thẳng song song với nhau. Ở bài tập này chúng ta cần phải nhớ về vị trí tương đối của hai đường thẳng trong mặt phẳng và cụ thể là điều kiện của hai đường thẳng song song với nhau để chúng ta làm bài. Đặc biệt là ở bài tập số 4, là bài tập trích trong đề vào 10 của tỉnh Hưng Yên năm học 2009. Bài tập này câu A là vẽ đồ thị hàm số khi m bằng 2. Câu này tương tự như ở bài tập số 2. Tuy nhiên ở câu B là tìm m để đồ thị hàm số cắt trục Ox và Oy lần lượt tại A và B sao cho tam giác AOB là tam giác cân. Bài này chúng ta thấy rằng cái câu B này nó có một nét gì đó gần tương tự như ở bài tập câu B bài tập số 5. Nhưng các con lưu ý trong bài tập này đồ thị hàm số cắt hai trục tọa độ tại A và B tạo thành tam giác cân thì chúng ta cũng thấy được rằng tam giác AOB đã là tam giác vuông rồi vậy nếu tam giác aob muốn làm tam giác cân thì nó chỉ có thể cân tại ô và từ đó tam giác này muốn cân tại ô thì ta cũng phải có oa bằng ob và với cái sự phân tích đề bài như vậy thì chúng ta cũng dẫn tới một cái điều đó là chúng ta cần phải đi tìm tọa độ của điểm a và điểm b tuy nhiên trong trường hợp này để tìm tọa độ của điểm a các con lưu ý cần đặt điều kiện cái hệ số m tức là hệ số a của hàm số này tức là m phải khác không đó vậy chúng ta hãy chú ý khi đặt điều kiện thì tìm ra m các con lại phải đối chiếu lại điều kiện sao cho chúng ta kết luận được chính xác nhất vậy cô mong rằng trong tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ củng cố thêm được kiến thức về hàm số bậc nhất và chúng ta vận dụng những kiến thức đã học để làm tốt phần bài tập tự luyện này chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt chào tạm biệt các em